cả nhà biết chưa nha. À, tại vì tao biết giờ mới đi ngủ, mình bắt đầu bằng một cái buổi trưa ở ngoài vườn. Hôm trước là nhà mình bán được củ cải đường, củ cải đỏ đó, rất là được luôn. Một cái bó khoảng 5-6 củ đó thì mình bán được khoảng 3 đồng. À, mỗi ngày mình móc một ít, mỗi một ngày á, để mình đi đem đi chợ bán thì mình móc một ít như vậy. À, ngày hôm nay mình hái một, mình bứng một ít để ngày mai đi chợ bán, à, được bao nhiêu cũng được. Tại vì nhà mình á có hai vợ chồng mà ít ăn lắm, cho nên là mình sẽ thu hoạch một mớ còn lại. Mình thấy củ cải đỏ rất là ngon ha, nhưng mà nó vẫn chưa có bự giống như là của những bạn hàng khác. Đây là lần đầu tiên mà hai vợ chồng mình làm nông với lại thu hoạch để đem đi bán ở chợ, cho nên vẫn còn rất là nhiều bỡ ngỡ. Bạn hàng chỉ dẫn rất là nhiều, họ kêu hai vợ chồng mình là phải làm như thế này thế kia thì mới có thể bán được, dầu cho bạn hàng bán cùng mặt hàng với gia đình của mình. Thì sau khi mà mình nhổ đó thì mình sẽ đem đi rửa sạch sẽ phần củ với lại phần ngọn. Mình sẽ bán cả phần củ phần ngọn luôn để mà khách họ biết rằng đây là gao mà kiểu như từ vườn á. Chào cả nhà, ngày hôm nay á mình muốn kể cho cả nhà nghe một cái câu chuyện về cái việc mà tình người của những cái bạn hàng ở xung quanh mình á. Đây là lần đầu tiên mà hai vợ chồng mình đi bán cùng với nhau ở chợ nông sản. Thì cái chú gấp chợ rất là dễ thương luôn, chú cũng có bán rau á cả nhà. Thì chú mới nói rằng là bây giờ giao cho chú khoảng 25 chai thì chú sẽ giao cho những cái khách quen của chú để mà họ biết đến cái nước sốt của mình đó. Cho nên là mình sắp nổi tiếng nè cả nhà ơi, ở khu này thôi. Nhưng mà nói giỡn vậy thôi, chứ mình rất là thích khi mà nghe những cái khách hàng mà họ có những cái yêu thích về cái nước sốt của mình như vậy. Cho nên mình nghĩ á, nhà ai mà có chồng mà người nước ngoài á, hoặc là nhà ai mà họ không có thích là ăn với nước mắm á, hoặc là mình làm cái nước sốt để dành cho bánh tráng cuốn á, mà mình không có ăn, mình thấy mất công để làm đậu tương á, làm để chấm mà bánh tráng cuốn á, thì mình có thể làm cái này rất là đơn giản luôn, không mất nhiều thời gian. Mình chỉ cần rang mè lên rồi mình trộn tất cả các loại vào, chẳng hạn như là mật ong nè, rồi nước tương nè, rồi bột gừng nè, rồi bột tỏi nè, rồi ớt nè. Ở đây mình sử dụng ớt khô á cả nhà, với lại mình chỉ xài có một chút xíu thôi, với lại hạt mè nè, dầu mè nè, dầu ô liu nè, chỉ bao nhiêu đó thôi, rất là đơn giản và làm rất là nhanh luôn. Và mỗi một cái chai nhỏ như vậy đó thì mình bán ở đây khoảng 5 đồng, 5 đô á, còn chai lớn thì mình bán khoảng 9 đô. Thì mọi người ở đây họ rất là thích luôn. Rồi khi mà họ ăn rồi đó thì họ trở lại thường xuyên hơn nữa. Nhà mình cũng đã thử cho rất là nhiều thứ, chẳng hạn như nhà mình cũng ăn với bánh tráng cuốn nè, mình để thêm một chút bơ đậu phộng á cả nhà, ăn rất là ngon luôn. Với lại nhà mình cũng ăn với mì xào nè, ăn ăn với gì nữa ta, cơm nè, cơm chiên á cả nhà, rồi ăn với bánh mì nè, rất là nhiều thứ luôn đó. Bây giờ thì mình đang dán cái nhãn vô để chuẩn bị cho ngày mai. Mình cũng chuẩn bị một chút cái túi oải hương để dành cho ngày mai nữa. Thì bây giờ cũng đã đến khoảng 11 giờ khuya rồi đó cả nhà. Cho nên là mình dừng video tại đây nha. Hẹn gặp cả nhà vào thứ bảy ngày mai. Mình sẽ đăng một cái video về buổi chợ ngày mai như thế nào nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi video của mình. Cả nhà đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi và chia sẻ video nhà mình nha. Cảm ơn thật là nhiều. Bye bye.